Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá ngày 16 tháng 10 World Cup 2022, ngày một cận kề cũng là thời điểm mà các cầu thủ đều hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên lại có những ngôi sao phải ngậm ngùi nói lời chia tay với giấc mơ khi chấn thương tìm đến với mình. Rick James là cái tên mới nhất rơi vào hoàn cảnh này và có thể sắp tới sẽ là Richarlison. Bên cạnh đó, hãy cùng đến với sự chuẩn bị của các đội bóng trước cuộc đối đầu tâm điểm trong buổi tối ngày hôm nay. Tất cả sẽ có trong những thông tin chính của bản tin ngay sau đây. Trong những ngày qua, tôi đã đưa nhiều thông tin về nguy cơ hậu vệ Rick James của Chelsea phải nói lời chia tay World Cup 2022 vì chấn thương. Cho đến hôm qua thì mọi thứ đã rõ ràng, không còn là phỏng đoán và cũng không có vận may nào xảy đến với ngôi sao người Anh. Trong thông báo trên trang chủ của mình, The Blues xác nhận Rick James sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 8 tuần để điều trị chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với AC Milan tại vòng bảng Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội tham dự World Cup của hậu vệ 22 tuổi đã khép lại. Chelsea hy vọng trụ cột của họ có thể sớm trở lại sau khi các giải đấu tiếp tục diễn ra hậu World Cup. Người đồng đội của Rick James tại đội tuyển Anh là hậu vệ Kyle Walker cũng phải đối mặt với tương lai không rõ ràng khi anh cũng vừa dính một chấn thương không nhẹ. Nhiều thông tin cho rằng ngôi sao ở Man City có thể sẽ không kịp hồi phục để cùng tam sư chinh chiến tại World Cup. Nhưng Walker thì không nghĩ vậy, anh phát biểu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi vào lúc này đó là trở lại đội tuyển Anh. Tôi đang cảm thấy tự tin, tôi đã trải qua đủ nhiều biến cố trong sự nghiệp để hiểu rõ cơ thể của mình. Vào lúc này, thể trạng của tôi vượt xa so với những gì mà mọi người nghĩ tôi có thể làm được. Tôi cảm thấy mình có thể hoàn thành mục tiêu này, điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn. Sẽ có những sự trở ngại nhưng hy vọng rằng tôi sẽ được điền tên vào danh sách mà huấn luyện viên lựa chọn. Rick James thì đã chính thức ngồi ngoài trong khi một cầu thủ khác cũng có nguy cơ nói lời chia tay World Cup là tiền đạo Richarlison của Tottenham Hotspur. Anh đang là trò cưng huấn luyện viên Tite và tràn trề cơ hội góp mặt trong đội hình của đội tuyển Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cho tới trước ngày hôm qua, Spurs đã phải trả giá đắt cho trận thắng trước Everton khi Richarlison gặp chấn thương bắp chân và phải rời sân ở phút 52 của trận đấu. Ngôi sao người Brazil đã bật khóc trên đường đi và đường hầm, cho thấy rằng đây là một chấn thương không hề đơn giản. World Cup 2022 sẽ khởi tranh sau đây một tháng nữa. Chắc chắn rằng Richarlison không muốn ngồi ngoài lâu hơn thời điểm này. Cũng là câu chuyện liên quan đến chấn thương, có lẽ Liverpool đang là một trong những đội bóng bị tàn phá nặng nề nhất bởi cơn bão chấn thương tại Premier League. Hàng thủ của họ vốn đã tàn hoàng sau khi Trent Alexander-Arnold và Joe Matip dính chấn thương. Mới đây thì huấn luyện viên Jurgen Klopp lại đón tin dữ trước thềm đại chiến với Man City khi trung vệ Ibrahim Konate đã gặp một số vấn đề và không chắc có thể ra sân ở trận đấu tới. Tờ The Athletic cho biết ngôi sao người Pháp đã bỏ lỡ buổi tập của đội vào ngày thứ 6 vì một vấn đề ở cơ bắp. Mặc dù đây chỉ là một chấn thương nhỏ nhưng Liverpool sẽ không mạo hiểm nếu như Konate không sẵn sàng ra sân. Nên nhớ rằng cầu thủ này mới chỉ trở lại sau 2 tháng dưỡng thương. Giờ đây nhiều cổ động viên của The Kop đang tự hỏi sẽ ra sân với bộ tứ vệ nào để đối đầu Man City trong bối cảnh những trụ cột đều đã gia nhập danh sách bệnh binh lúc này. Manchester United cũng sẽ ra sân vào tối nay. Trước đó thì câu chuyện tương lai của thủ môn David De Gea lại được nhắc đến khi ngôi sao người Tây Ban Nha công khai tuyên bố anh muốn ở lại sân Old Trafford. Trả lời phỏng vấn tờ Manchester Evening News, người gác đền 31 tuổi nói: "Tôi muốn ở lại đây thêm nhiều năm để lập nên mọi kỷ lục và giành thêm nhiều danh hiệu với đội bóng này. Đây là câu lạc bộ của tôi, là nơi mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi vẫn còn có thể cống hiến thêm nhiều năm nữa. Tôi đang cảm thấy rất tự tin." Hợp đồng của thủ môn người Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Có lẽ đây là một động thái từ De Gea để thúc giục Manchester United gia hạn với anh. Tại Serie A, Juventus đã có chiến thắng quan trọng trước đối thủ cùng thành phố Torino. Trong ngày hôm nay, huấn luyện viên Marc Allegri đang đối mặt với nhiều áp lực sau chuỗi phong độ nghèo nàn. Nhưng dường như chiếc ghế của ông thì vẫn rất vững chắc. Trước trận đấu này, phó chủ tịch Pavel Nedved đã tuyên bố: "Đối với ngài chủ tịch, tương lai của Allegri là rất rõ ràng. Ông ấy nói rằng huấn luyện viên trưởng sẽ tiếp tục ở lại đây. Chúng tôi biết rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước và sẽ cần một khoảng thời gian để đội bóng có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại." Tiếp theo, hãy cùng đến với những sự chuẩn bị trước trận đấu siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona vào buổi tối ngày hôm nay. Nhiều cổ động viên của Los Blancos đã cảm thấy đôi chút lo lắng khi trung vệ Antonio Rudiger dính chấn thương khá nặng ở vùng mặt trong trận đấu với Shakhtar Donetsk, khiến anh phải khâu tới 20 mũi. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để ngăn cản trung vệ người Đức. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tiết lộ: "Rudiger là một chiến binh, nếu nhìn vào cậu ấy, bạn sẽ thấy rằng
cậu ấy đang cảm thấy rất háo hức và chờ đợi trận đấu vào chủ nhật tới. Rudiger đã tập luyện với mặt nạ trong những ngày qua, nhưng cậu ấy vẫn ổn, chiếc mặt nạ chỉ để ngăn vết thương bị hở miệng mà thôi. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, áp lực đang đổ dồn lên huấn luyện viên Xavi trong bối cảnh Barcelona đã ở rất gần với một tấm vé súng chơi tại Europa League sau khi vòng bảng của Champions League khép lại. Mặc dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra không quá lo lắng, trái lại ông rất háo hức chờ đợi cuộc đại chiến với Real Madrid. Xavi phát biểu trong cuộc họp báo trước trận: "Tôi không chắc đó có phải là từ chính xác để dùng không, nhưng có lẽ trận đấu này khiến cho tôi cảm thấy rất hứng. Tôi thích việc đối đầu với Real Madrid, tôi là người hiếu chiến. Tôi rất muốn được tiếp tục sự nghiệp cầu thủ để có thể tham gia những trận đấu như thế này. Nó mang một ý nghĩa to lớn, nguồn động lực thi đấu lên đến đỉnh điểm. Và đây là cơ hội để bạn vươn lên trở thành những người dẫn đầu của giải đấu." Một câu hỏi cũng được nhiều người đặt ra đó là liệu tiền vệ Frankie de Jong có được trao cơ hội ra sân trong trận El Clasico hay không. Việc liên tục phải ngồi dự bị chắc chắn khiến cho ngôi sao người Hà Lan không thể cảm thấy hài lòng. Sau một mùa hè mà anh đã cố gắng để bám trụ lại sân Spotify Camp Nou, ngôi sao mặc áo số 21 trải lòng: "Tôi vẫn luôn bình tĩnh, bởi tôi đã đưa ra quyết định cho mình từ tháng 5 rằng tôi muốn ở lại đây. Quan điểm của tôi chưa từng thay đổi trong khoảng thời gian đó. Tôi vẫn luôn bình tĩnh, nhưng rồi áp lực bỗng bủa vây từ tứ phía, từ truyền thông, từ ngài chủ tịch. Thật sự là áp lực đến từ khắp mọi nơi, nhưng tôi chỉ muốn ở lại Barca. Vì vậy những thứ đó chưa bao giờ là trở ngại đối với tôi." Chia sẻ về tình hình hiện tại, De Jong tiếp lời: "Tôi không nói chuyện nhiều với Xavi, chúng tôi chỉ trao đổi về bóng đá. Từ đầu mùa giải tôi đã biết rằng mình sẽ được ra sân ít hơn. Tôi muốn giành lại suất đá chính trước Bayern. Tôi không đá chính và tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi trước Real Madrid. Có lẽ huấn luyện viên đã đưa ra quyết định, nhưng thường thì chúng ta sẽ không biết được điều đó cho tới trước trận đấu." Cơ hội tham dự World Cup của những Rick James, Skywalker hay Richarlison còn bỏ ngỏ, nhưng tiền vệ Arthur Melo thì đã không còn cơ hội nào để góp mặt tại Qatar vào cuối năm. Chấn thương rất nặng mà tân binh của Liverpool gặp phải khiến anh phải ngồi ngoài trong khoảng 3-4 tháng tới. Tiền vệ người Brazil đã viết trên trang cá nhân của mình một bức tâm thư rất dài, có nội dung như sau: "Tuần trước không phải là quãng thời gian tốt nhất đối với tôi. Đáng buồn là, như các bạn đã biết, một chấn thương không may ở đùi trái của tôi sẽ khiến tôi phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian. Nó đến đúng vào thời điểm sau rất nhiều nỗ lực và làm việc chăm chỉ, tôi đã sẵn sàng hòa nhập với đội bóng mới và quyết tâm chiến đấu cho giấc mơ được chơi tại World Cup. Giờ là lúc tôi cần phải giữ vững tinh thần cùng với sự đồng hành của gia đình và đội bóng. Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để có thể trở lại mạnh mẽ hơn vào một ngày sớm nhất có thể. Không có trở ngại nào có thể ngăn cản tôi tiến bước trong sự nghiệp. Tôi có tham vọng rất lớn để chứng minh những gì tôi có thể làm được trên sân cỏ. Trong thời gian dưỡng thương, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội ở Liverpool và đội tuyển quốc gia Brazil thân yêu của tôi. Cảm ơn vì tất cả những lời nhắn và sự ủng hộ của các bạn." Đến đây bản tin ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin trưa trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất: Bí ẩn Ozone, Thế giới của phép thuật và những câu chuyện kỳ bí. Mười chín tháng 10 năm 2022, đón chờ nhé.